Chào các bạn, bây giờ là tiết mục khoe của Thảo nha. Nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới thì chồng Thảo tặng cho Thảo một căn villa trị giá triệu đô. Và đây là căn nhà của Thảo, và bây giờ mời các bạn đi tham quan căn nhà của Thảo nha. Và đây là căn villa của Thảo. Căn villa này có tới 8 phòng ngủ, 5 toilet nha các bạn. Đây là phòng bếp, bên đây là phòng khách. Các bạn yên tâm nha, bây giờ nó hơi bừa bộn nhưng mà khi nào mà Thảo dọn vô là Thảo sẽ thay mới hết toàn bộ nha. Dạ, các bạn đi theo Thảo. Đây, ở ngoài đây là ban công. Đây, ở đây là ban công nha các bạn. Để mà gia đình Thảo và chồng Thảo ngồi xét sẽ uống cà phê và ngắm cảnh biển rất là đẹp luôn. Cái căn villa này của Thảo là có tới diện tích là hơn 1.000 m², giờ rộng quá không biết làm sao ở cho hết nữa các bạn ơi. 8 phòng ngủ, 5 toilet, 1.000 m². Rồi, dậy đi, chị ơi, làm nè, lẹ lẹ.